Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón xuân Quý Mão năm 2023, chiều nay tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm mới dấu ấn nổi bật của công tác đoàn tỉnh Bình Dương năm 2022 là tổ chức thành công Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển hoạt động phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn đã hoàn thành 12 nhóm chỉ tiêu thực hiện chính công trình thanh niên với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Lộc biểu dương tổ chức đoàn hội tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ. Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và trang bị cho thanh niên kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện thành công chủ đề công tác năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Với những thành tích đạt được thời gian qua, tuổi trẻ Bình Dương phấn khởi tự hào đón nhận cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của Trung ương Đoàn.